Khách thân mến, Phường Mai Như Quỳnh mến chào cả nhà. Hôm nay Quỳnh giới thiệu cho cả nhà một cái lô mai Phú Tân và Thủ Đức rất là đẹp luôn. Nó đã liền cốt hơn 2 mùa rồi cả nhà. Và đôn xuống nha. Nó cái tàn nó cũng to nè, củ nó cũng to nữa cả nhà. Rồi em sẽ cho cả nhà mình xem chi tiết nha. Đây cái gốc này cả nhà. Cái gốc nó rất là to luôn á. Đó cả nhà thấy không? Và có những cái rễ nó kiểu hình này hình kia rất là đẹp cả nhà. Đây mình sẽ cho cả nhà mình xem nha. Đa số thì đều xử lý đế hết nha cả nhà. Đây có cái rễ, trời, con này là con ốc sên nè cả nhà, nhìn y như con ốc sên luôn đó. Và cái cây này á cả nhà thì nó được đôn xuống và cành nhánh á, thân giữa của nó to nghe cả nhà. Đó, chiều cao tầm 35 cm. Rồi có nhiều kiểu, nói chung là củ nở to nha cả nhà. Đó, đa số là hình con ốc, con ốc, con ốc sên rất là đẹp. Cây này là cao hơn 35-36 cm luôn nè, và ở thân giữa là nó to. Đó, nó khỏe lắm nha cả nhà. Rồi cái này là 2 mùa hơn rồi. Và cái lô này chắc chắn với cả nhà là cả nhà nhìn rất rất là ưng. Được vào cái chậu khoảng chậu chậu 18. Khoảng tầm đó đó, một gang tay Quỳnh là 18 cm á. Và cái này thì Quỳnh thấy là nó khá là cứng cáp luôn. Rồi đây là Phú Tân nha. Phú Tân 8 đến 12 cánh. Và những cái loại Phú Tân này thường thì đối với Phú Tân và Thủ Đức á cả nhà thì là một trong những cái loại mà được khách rất là thích, bởi vì mặt hoa của nó cũng khá là to, 8 đến 12 cánh. Và đối với Phú Tân thì nó chịu được lạnh, với lại là nó cái hoa của nó cả nhà, nó nở thì nó nở rất là đều, có nghĩa là nó không bị nín. Mặc dù thì hoa những cái nụ nó sẽ thưa, tại vì lý do là lá nó thưa cả nhà, nên là những cái tạo nụ nó sẽ bị nó thưa, nhưng mà cái nụ nào là chắc nở cái nụ đó ha, thì đó đặc biệt đối Phú Tân. Và những cái cây này về á nó đã rất là tốt rồi, nên cả nhà mình chăm á nó sẽ không có cực, và nó cứ như vậy là nó phát triển nó khỏe hơn nữa. Với lại là chúng ta đắp mô, chúng ta xây bầu, hoặc là chúng ta trồng trong chậu, nếu như ai không có diện tích đất rộng thì đều thích hợp hết. Và đối với cái giá thể của nó thì chúng ta chỉ cần là trộn 50% trấu và 50% sơ dừa thôi. Rồi hàng tuần thì chúng ta có thể tưới dưỡng rễ cho nó. Rồi ở trên này thì chúng ta xịt là antacon, chăm bông, hay là loại dưỡng rễ thì dùng rót ha cả nhà. Hoặc là chúng ta dùng tốt 85 vân vân, thì sử dụng nó rất là nhẹ nhàng, tại vì nó đã tốt lắm rồi cả nhà. Đôn xuống rồi củ lại rễ đế rất là đẹp. Rồi, cây như vậy sẽ là 175.000 một cây. Và ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao ship, 10 cây em sẽ tặng một cây. Còn bên đây nè, lá nó to hơn nè cả nhà. Thì đây chính là cái loại đó là Thủ Đức. Mai dạo Thủ Đức là 8 đến 12 cánh cả nhà. Nó liền cố 100% rồi. Rễ thì rễ cực đẹp luôn. Nói chung là rễ nào cũng như rễ nào nó rất là đẹp. Và thân thì nó khỏe ha. Có những cái thân ở giữa cả nhà nó rất là to, và nó tạo chi nhánh chi cành ra làm cho cái tàn nó rất là đều đó. Đây thì cái này thì một tuần chúng ta chỉ tưới dưỡng rễ một lần cả nha. Và mai này thì nó cũng không có cực để mà chúng ta phải chăm sóc nó nặng nề ha. Thật ra thì nó rất là nhẹ nhàng nha cả nhà. Đây có những cái gốc này rất là đẹp luôn cả nhà. Thủ Đức 2 mùa hơn rồi. Cái hoành này á cả nhà. Hoành này khoảng là hoành cái củ này nè, khoảng 9-10 á cả nhà. Củ là rất là to. Và cả nhà không biết là có nhớ đã xem video của Quỳnh lúc mà Tết á, Quỳnh có một cái lô mai á rất là đẹp, cái củ nó cũng giống như vậy nè.
Đó thì cái này là chúng ta trồng á, càng càng nuôi nó thì những cái cành nhánh này nó sẽ càng to và cao hơn nữa. Và những cái cây này nó rất là tốt luôn nha cả nhà. Và đây là một trong những cái lô mà Quỳnh cảm thấy rất là ưng ý luôn, bởi vì cành nhánh nó khỏe rồi, gốc rễ rồi rất là đẹp. Nói chung là nó đây cả nhà. Đó. Nhìn nó rất là đẹp luôn nha. Và Quỳnh sẽ đây quay cho cả nhà mình xem kỹ nè. Đó. Cái củ nó rất là to nha cả nhà. Đều xử lý đế và cái đế này rất là đẹp. Rồi thì cây như thế này là 150 một cây ha. Và ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí ship. Đây là giảo Thủ Đức 8 đến 12 cánh và một trong những cái loại mai giảo mà chúng ta dễ chăm, dễ trồng và dễ ra hoa, đạt cái số lượng hoa rất là ok trong dịp Tết luôn á cả nhà. Cả nhà thấy nè. Đó, cành nhánh nó rất là khỏe luôn. Và cái loại này thích hợp cho mọi không gian luôn, mà cả nhà mình không gian rộng hẹp gì thì cũng có thể chăm được cái loại này ha. Rồi, và cả nhà ơi, chúng ta chỉ cần 3 cây, loại nào cũng được, 3 cây thì Quỳnh sẽ bao ship ha. Và 10 cây em sẽ tặng 1 cây luôn nha. Cả nhà mình nhanh tay liên hệ với Quỳnh qua số điện thoại là 0949234525. Và cả nhà nhìn sơ lược qua một lần nữa ha. Gốc rất là đẹp luôn, cái lô này gốc rất là đẹp cả nhà. Và 10 cây thì Quỳnh sẽ tặng 1 cây. Số lượng nhiều hơn thì sẽ giá ưu đãi hơn nữa nha cả nhà. Rồi, em Quỳnh mến chào cả nhà nha. Và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Và cả nhà ơi, hãy bấm kênh đăng ký để lưu giữ kênh của Quỳnh ạ. Quỳnh mến chào cả nhà.